Đây là lấy lại tuổi thanh xuân các bạn ạ. Nếu mà ai bụng to thì cố gắng để mà làm, để cuộc đời mình lo cho chồng cho con rồi. Bây giờ mình phải lo cho bản thân mình. Đúng rồi. Mình phải đẹp. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta quay trở lại buổi live stream của Viện Thẩm mỹ Dr. Sơn. Và hôm nay là một chị khách hàng đến với bác sĩ và làm dịch vụ là hút mỡ tạo hình thành bụng. Và bây giờ cùng nghe chia sẻ của chị khách hàng này nhé. Em chào chị ơi, chị chia sẻ một chút thông tin cá nhân cho tất cả các khách hàng của bên em được biết được không ạ? Ồ, chị năm nay là chị có 3 đứa con rồi, lấy vợ lấy chồng hết và chị 54 tuổi. Bụng nó chảy xệ nhão khủng khiếp, muốn là lo các con xong rồi, giờ chị lo đến bản thân chị. Quá tuyệt vời. Chị làm bụng. Thì đấy, bây giờ cái bụng của chị nó như này, trước nó to đùng. Vòng bụng là hơn 104. Hơn 100. Vâng. Nó giống như con cá ngựa ấy. Đúng rồi. Bây giờ nó được như thế này này. Được như thế này quá tuyệt vời. Chị rất là tự tin ra ngoài là mặc quần jean, sơ vin với lại áo body. Vâng ạ. Mà bụng chị trước đây là 104. Đúng rồi ạ. Mà bây giờ chỉ có hơn 70 một tí thôi. Thế tức là giảm là 30 phân. Thực ra là chị cũng tìm hiểu rất là nhiều, qua rất nhiều dịch vụ rồi. Cuối cùng là chị làm ở bác Sơn. Chị cảm thấy là thứ nhất là bác nói chuyện là cũng có tâm đấy, rồi cũng một số bạn bè cũng làm. Vâng. Thế thì là chị làm thì chị thấy là ok, mà lúc ra phòng nằm chị thấy ok lắm. Chăm sóc rồi các thứ chị thấy thích. Vâng ạ. Đấy, nó rất là hợp lý với cả chị. Hơn nữa là mình lại làm ở bệnh viện nhà nước. Vâng. Cái độ an toàn rất là cao. Đây là hình ảnh trước phẫu thuật của chị. Bây giờ nhìn lại là có biết. Quên luôn đấy chị nhờ, muốn quên luôn đấy. Tảng mỡ như thế này. Bây giờ nó như này đấy. Trước phẫu thuật ý, thì mọi người cũng sợ là bụng của chị nó sẽ gom, nó sẽ không được nhiều lắm bởi vì còn mỡ nội tạng nữa. Nhưng mà bây giờ mọi người có thể thấy là sau khi hút mỡ và tạo hình thành bụng xong, khâu ép cái cân cơ thành bụng lại thì bụng của chị bây giờ khá là phẳng rồi và có cái đường siết eo rất là đẹp. Thực ra thì phẫu thuật là nó sẽ đau rồi. Đúng rồi. Nhưng mà lúc ở viện thì là chị cũng cảm thấy ra sát thôi, nó cũng không đau nhiều. Chị thấy ok lắm. Quá ok. Đi lại thì nhẹ nhàng, tốt nhất là không leo cầu thang. Đúng rồi. Đấy. Mà em nhớ là hôm mà chị chia sẻ, chị bảo là về nhà mấy hôm là chị còn phải đi gặp khách hàng. Đúng rồi, chị phải đi gặp khách hàng luôn đấy. Đó. Đấy, nhưng mà tất nhiên là mình không đi, bạn bè nó chở đi thôi. Vâng. Nói chung là chị thấy ok, không vấn đề gì. Nếu mà béo mà bụng một phì lần nữa chị lại làm tiếp. Ví dụ như đi hát hò tụ tập chị em thì bảo sao một tháng nay mày đi đâu mà bây giờ mày đẹp thế. Không bạn là chỉ có tiền và dao kéo thôi. Chị nói thẳng luôn, chỉ có tiền và dao kéo thôi, rồi muốn đẹp chỉ có thế thôi. Đúng rồi. Chứ còn bây giờ nhịn ăn nó cũng không hết được. Đúng rồi. Nhịn ăn chị cũng nhịn từng nhịn hẳn. Rồi tập tành thì cả đeo đai mấy năm liền nó cũng không thể xuống được cái mỡ của chị đâu. Hơn nữa mình sinh đẻ rồi ấy, cái bụng của mình nó lòi ra, nó đúng rồi ạ. Da nó trùng. Đúng rồi. Thì không thể nào em làm cách gì cho nó co lại được. Chính ngoài việc cắt. Con thì là quá ưng ý rồi. Đấy, nó đẹp mà. Vâng ạ. Thế này được. Thế em cảm ơn chị rất là nhiều với buổi chia sẻ hôm nay ạ. Cảm ơn bác sĩ Sơn và cả bác sĩ Bà Duy. Bà Duy. Hai dạ. Bác sĩ đẹp. Em cảm ơn chị rất rồi, là nhiều hơn nhá. Inbox ngay để được tư vấn và thăm khám miễn phí.